coi thường em nha chị Khanh. Chị hãy đợi đấy nha chị Khanh. Xin mời chị Linh uống một ly nước cam cho em. Xin mời chị Linh. Chị Linh uống nước cam xong rồi chị Linh chỉ em làm nước tương nha chị Linh. Rồi chị Linh uống cam đi. Nó còn nhỏ đâu. Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh Bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like, subscribe nhé. Thank you các bạn. Ủa? Sao đeo tập về kỳ vậy bà Linh? Ủa tôi đeo lộn. Má, đeo lộn má ơi. Đeo bằng cái nách hả? Trời trời. À đâu. Lấy bằng này. Chào các bạn. Trời ơi, nãy đang làm đồ ăn mà Linh mới qua. Xong cái quên đeo tập về, cái kêu bỏ quay nó chích nhà quên đeo tập về, lấy tập về ra đeo ăn nhà đeo đi ngược. Nó đang chiên đậu hũ các bạn hôm nay. Mà đeo cái gì mà sát cái cổ vậy? Ủa vậy hả? Không phải. Tại vì cái này. Cái cọng dây nó ngắn quá. Đang tính là đi mua mấy cái tập về giống nhau để cho chị Khanh mặc á. Chị Khanh với Tám mặc nấu ăn, tại mọi người comment nói là đeo bị méo kìa. Thôi kệ bà đi. Trời ơi, kệ bà nó méo luôn đi. Đang khét đi. Bây giờ. Hả? Cái gì? Khét bây giờ. Làm đồ chay cho chị Khanh ăn. Hôm nay chị Khanh. Chị Khanh không chưa đâu. Chị Khanh là đi khám bác sĩ các bạn. Xong rồi mình làm đồ chay cho chị Alan ăn, chị Khanh ăn chay á. Bà Linh á, bả biết làm cái nước tương ăn chay ngon lắm các bạn nè. Okay. Đây là cái nồi nước sôi, trước khi mà mình bỏ bún vô á, mình bỏ miếng dầu ăn vô, mình bỏ miếng dầu vô một chi phải không, cho nó đừng có bị dính bún. Rồi bây giờ tắt lửa. Cái nãy mình khều, nãy giờ mình khều bún nó ấy ra rồi, bây giờ mình tắt lửa mình đổ ra liền không nó bị ấy nè. Rồi ok, bây giờ qua cái rau đủ. Trời ơi, bà ấy là bún bà. Cái là phải rung nha. Đậu hũ. Bà thở đi. Giờ bà không phụ tôi rồi, bà mắc quay phim mà bà còn cười tôi nữa bà nội. Chứ bà không kìm hãm cái thở của bà lại. Đúng rồi. Hồi nãy giờ là mình phải tắt cái này sợ cháy. Lo làm cái này nè, sợ nó bị ấy cái bún hư. Mình phải tắt cái này, bây giờ mình làm cái đó xong rồi mình phải qua làm cái này. Bà hay quá. Bây giờ lật đậu hũ ra nè. Trời, chị Khanh ăn, chị Khanh cảm động lắm nè. Trời ơi, chứ làm sao. Trời ơi, phải nhớ tới chị Khanh chứ. Chị Khanh là sướng đang, nhất cái nhà khám bệnh mà. Bà Thơ bà không bao giờ mà nấu cho em ăn cái gì hết mà chị là sướng nhất á. Tôi nấu tùm lum cho bà ăn mà bà còn nói nữa. Bà quên rồi hả? Bà bị lờ. Món này đặc biệt. Đồ chay mà thì tôi từ hồi tối hôm qua tôi đã hỏi sơ bà rồi, là cái món này là bà Linh bà chỉ Tấm làm. Sáng giờ là Tấm làm trước khi nằm trước khi bà qua đây. Chứ từ đó giờ Tám cũng biết ăn đồ chay chứ Tám đâu có biết làm đồ chay. Bả giấu nghề các bạn, không cho Tám nói á, nhưng mà Tám nói luôn. Trong khi chờ đợi một mặt đậu hũ nó chín thì Tám khoe cho các bạn cái này nè. Các bạn thấy không? Mới hồi sáng nay có một chị fan tới lấy thuốc xem xeo và tặng cho Tám ba cái trái đu đủ hái ở trên cây xuống. Chị nói là nhà của chị á đu đủ nhiều lắm. Cái tôi mới nói ô chị ơi chừng nào có nhiều cho em tới em hái ơi. Cái trái này bà thích nè.
Đúng rồi, Tấm thích ăn đu đủ lắm. Với lại chị nói trụ nhà chị có mẫn cầu nè, táo tàu nè, cái gì chanh nè, cũng nhiều lắm. Chị nói chừng nào mà tháng mấy mà có gặt hái gì, mùa gì đó là chị rủ Tấm tới nhà hái quay cho các bạn câu. Bà đi không? Bà mắc đi làm rồi. Đó, còn cam ăn cho Tám bữa nè. Ây da, tội nặng quá, đâu sách nổi nè. Cam đang ăn cho Tám nè. Đó, mới pha một ly nước cam nè, để dành nàng chút nữa uống nè. Ây, coi chừng cháy đồ đủ má ơi. Cháy đồ đủ hả? Cháy đồ đủ. Chưa đâu. Hôm nay các bạn biết Tám làm gì không? Xào bún với đậu hũ, ăn với nước tương, ngon lắm đó các bạn. Bún chay ở Việt Nam ha. Ừ, đúng rồi. Kiểu Việt Nam á. Nhớ hồi đó Việt Nam mình hay ăn bún xào Singapore á. Có trứng nữa. Ê, lát nữa mình làm thêm trứng. Trứng chiên rồi mình cắt ra, xong rồi cái đậu hũ, bún. Trời ơi. Nhưng mà bún xào Singapore là khác nha. Cái đó nó nêm mắm muối vô rồi. Còn này mình ăn nước tương mà. Rồi vớt ra nha. Rồi. Gì không chị Khanh? Làm gì vậy? Em làm đồ chay cho chị Khanh ăn nè. Trời ơi, bị thấy chị xỉu. Thiệt. Chị tin không? Chị tin không? Chị tin không? Chị tin không? Không tin, không tin. Tại sao? Trời ơi, em buồn quá. Em đổ chảo dầu lên đi cho rồi. Em khỏi chiên đậu hũ, em đang chiên đậu hũ của chị nè. Bún xào Singapore chay. Hết sảy không? Thì đó. Bún xào Singapore trời ơi. Nghe nữa nè. Cứ một đêm mà bữa nào phải chị cho làm à. Nhiều món đồ chay nữa nha. Bằng tất cả rau củ của tế mình làm ra đồ chay mình ăn chín luôn chứ không? Nghĩ hả? Trời ơi, hết sảy. Dạ. Đậu chiên là chuyện nhỏ. Ủa, vậy bữa nào chị chỉ cho các bạn luôn nha. Chị làm đồ chay rồi em quay chị luôn nha. Nhưng mà phải chịu khó là quay lâu rồi nha. Làm đồ chay không có ào ào được nha. Ồ, vậy hả? Phải là 20 phút á, ít nhất là. Trời, có 20 phút chứ nhiêu. Ok. Em với chị tán 30 phút còn được nữa. Rồi, đi bác sĩ ra là có đồ chay cho chị ăn mà nè. Rồi. Chị nhớ, chị hứa, chị giữ lời hứa nha chị Khanh. Chứ chị lo chị bán bảo hiểm rồi cái chị quên lời hứa nha chị Khanh. Chị em nhắc cho chị thôi, chị lo bán bảo hiểm rồi chị quên lời hứa như gió thoảng mây bay. Ủa vậy hả? Ai khách nào vậy? Biết ngay mà. À vậy hả? Ủa nó mua không? Đúng rồi, làm cho mấy két luôn. Bữa giờ chị chưa làm cho mấy két cho em nữa. Càng sớm càng tốt chị. Bây giờ Linh là Linh sẽ mua bảo hiểm để lại cho chị với lại Thơ đó Thơ. Ủa mà Linh nó chưa mua nó hả bà? Chưa. Trời đất ơi. Nhớ phải không hả bà? Ủa bà Linh bỏ mua để lại cho em chị hả? Rồi em chị phải ám sát bà mới được. Chị làm hồ sơ liền cho bà liền đi. Để lại cho mỗi người 6 đồng mua trà sữa đi sao. Trời bà nói bà để lại cho em chị người có 6 đồng mà thôi khỏi ám sát bà đi. Bà sống đi. Bà nội.
Dạ dạ ok chị bác sĩ đi. Dạ dạ chạy qua dạ ba chị dạ. Ôi ôi chị Khanh thấy chưa? Chị Khanh đâu có biết, không có tin Tấm làm đồ chay cho chị Khanh, bởi vì Tấm đâu nói trước đâu. Bây giờ nói chị nói tôi không có tin. Trời ơi buồn ghê các bạn. Kỳ quá chị Khanh, kỳ cục quá các bạn ơi. Khanh, chị đừng có coi thường em nha chị Khanh. Chị hãy đợi đấy nha chị Khanh. Nghe cái câu này bà nói hai lần rồi nha. Biết lần đầu là ở đâu không? Họ mặc đồng bọn ngoài biển đó. Bà chống nạnh và cơ đừng có coi thường bà đó. Bởi vậy các bạn, các bạn đừng nên coi thường một ai đó. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu nha các bạn. Nhiều lúc á, các bạn thấy Tám khùng khùng vậy đó, điên điên vậy đó, từng tửng vậy đó, nhưng mà chưa chắc đâu các bạn, chưa chắc Tám khùng lắm nha các bạn. Bán cái khùng vậy. Mua cái khùng của Tám, người ta nói cho Tám biết à, người ta nói mua cái khùng của Tám không có ra đâu nha các bạn. Nhiều người cũng khùng như Tám lắm nha các bạn, nhưng mà không có ai khung được như Tám. Mỗi lần bà nấu ăn bà hay nói tiếng Huế à, giọng Huế lâu lâu giọt vài câu thôi chứ nói mệt chết luôn. Bây giờ là cái tô hũ đã xong rồi đây, tô hũ đã xong rồi, dẹp cái chảo gần bên, bây giờ nước nó đang sôi rồi các bạn, luộc rau cho nó đừng có sống quá, nói chung cũng để chút chút cho nó chín nó sôi lên rồi giờ tắt bếp nha. Đổ ra rồi, rửa cháy rồi, chỗ chảo nóng quá, chảo nóng quá, cháy. Trời ơi nó nặng quá. Chị Khanh ơi, chị Khanh tới là đồ ăn vừa xong đó nhé. Không, chị Khanh làm đồ ăn cho mình ăn đúng không? Thì bây giờ mình làm đồ ăn cho lại cho chị Khanh ăn. Mấy bữa chị Khanh qua nấu mình ăn đó. Không mà lên. Đúng rồi. Sô cô. Trời đất ơi sao tự nhiên nó ấy quá vậy. Bây giờ mình nêm một xíu muối nha các bạn, muối biển. Thôi không dám đổ rồi nó hào xuống tất cả. Tôi hay bị lắm cho nên tôi đổ vô cái này cho nó chắc ăn. Rồi nhiêu đây thôi nha các bạn. Đó, sợ nó ào nó ập xuống một cái rồi xong hàng luôn. Xíu muối thôi rồi mình ăn với nước tương, chứ mình đừng có bỏ nhiều. Quan trọng mình ăn cái nước tương. Ok, được rồi các bạn nha. Tắt lửa nha các bạn. Hỏi các bạn như không, các bạn đâu có trả lời cho Tám được đâu. Mà Linh, tôi hỏi bà đó. À, được chưa? Được rồi. Ok rồi. Nghe lời mình lên. Ơ su cô. Một bữa bà rồi. Nấu ăn mà biết bao nhiêu là su cô. Xin mời chị Linh uống một ly nước cam cho em. Trời. Xin mời chị Linh. Cảm ơn. Chị Linh uống nước cam xong rồi chị Linh chỉ em làm nước tương nha chị Linh. Rồi chị Linh uống nước cam đi. Với tiết mục đổ trứng. Cái này là thêm cho chị Khanh ăn cho ngon thôi chứ bình thường là không có trứng đâu á. Thêm cho chị Khanh chỉ ăn cho chị đẹp ha. Cho có sức, quên lộn, cho có chất. Cái này nó giống bánh hèo rồi Linh ơi. Giống cái gì vậy quên lộn ơi. Ô nó phùng cục giữa rồi kìa. Nó phùng cục giá, phùng lên cục á. Chân kinh vậy. Ừ nó phùng cái giữa rồi. Mày phùng, mày phùng á, cho mày bậy. Mày phùng hả? Cho mày bảy nè. Mày phùng hả? Em đi, để
tôi xuống cái lõi này đi. Rồi, bánh xèo của tôi đã xong. Rồi, bánh xèo của hai mặt u lắm. Ủa chứ không phải vậy hả? Làm như bánh xèo. Ủa tôi tưởng. Ôi nó dính luôn rồi. Lấy cái đũa khèo ra. Ủa trời ơi trời. Ủa gì hả? Thôi vậy đi. À vậy ăn cũng được vậy. Thôi tắt lửa đi. Đây một son nước đang đợi nó sôi. Và sau đó sôi lên và đổ nước tương vào. Và đổ đường vào. Xong. Ok. Dễ ẹt ha. Đây. Cái gì á, bún bỏ rau lên rồi nha. Bây giờ bỏ trứng lên. Tôi hủ sắp bỏ riêng ha. Chứ bỏ chung vô luôn hả? Bỏ riêng chứ. Thì... ai ăn bỏ vô ha, chứ giờ đầy quá mà đầy quá mất công bên cho người ta thấy được. Nó ấy á, nó rớt nó đổ ra. Đậu phộng ai ăn bỏ vô, đậu phộng cũng vậy luôn, ai ăn thích đậu phộng thì bỏ vô nè. Nguyên một bịch đậu phộng nè, đưa cho mẹ cái dĩa đi, mẹ múc cho ba trước nè, lấy cái dĩa cho con sao đi. Có chứ, không đậu phộng, không đậu phộng. Ba không có thích ăn đậu phộng giống két với mẹ ha cái ha. Mẹ với két ai cũng biết ăn đậu phộng ha, thích ăn đậu phộng ha. Ba không ăn đậu phộng, ok. Ba yếu. Rồi đưa đây mẹ múc cho két. Mẹ bán hàng nè. Ai bún xào chay không? Cái chú chè ăn bún xào cái chú. Cô chú anh chị em hả? Cô chú anh chị ơi. À, cô chú anh chị ơi. Ai muốn sao cô chú anh chị ơi. Nóng quá, cái quạt ơi trời ơi. Giờ cho nó nóng nè. Ủa cởi cái này ra chứ trời ơi. Đeo hoài vậy. Trời đeo hoài chứ nó nóng. Nóng quá. Lấy cái muỗng bự múc lên nước tương này. Đâu? Nếm miếng nước tương là ngon. Ngon quá. Đúng nước tương ăn rồi. Đúng nước tương luôn ha. Tương ăn đúng luôn. Đúng nước tương ăn với lại đồ chay luôn. Bữa nay cho anh ăn chay. Các ăn chay. Cái này là đồ chay á. Ừ, cái này là đồ chay á. Nè bà Linh, tôi múc cho bà Linh nè bà Linh. Bà thích ăn cái gì bà Linh? Ăn thịt. Thích ăn thịt. Bà Linh thích ăn thịt hả? Ủa? Thịt đâu ăn? À không có. Rồi cái bà nội. Bà nói mình làm nũng thiệt. Mình kiếm thịt mình gấp cho bà. Ai nhà đâu ủa có thịt đâu ăn. Rồi xin mời chị Linh. Rồi tới chị Thơ. Ngon két. Ngon anh. Ngon. Trời ơi không ngon mới lạ. Em làm mà anh. Phải ngon thôi. Vừa khen mà vừa sợ. Sao vậy? Okay. Tự nhiên vừa khen vừa sợ là sao? Sợ lớn quá sợ chứ. Rồi chị Khanh tới các bạn. Bây giờ mình múc cho chị Khanh một dĩa nha. Một dĩa xong rồi chừng nào mà chị Khanh tới á, là cái clip này nó quá dài rồi. Vừa chỉ nấu nấu chay này kia. Chị Khanh tới thế nào cũng có 8 à. 8 cái vụ ăn chay ăn đồ. Vừa ăn vừa nói chuyện thì cái clip này nó dài lắm rồi. Bây giờ mình múc sẵn cho chị Khanh. Chị nào chị Khanh tới á, là mình sẽ hẹn các bạn vào cái clip sau. Cái clip sau là ăn đồ chay. Chị Khanh nãy chị Khanh ăn đồ chay nha. Mình có thể là mình nói chuyện về ăn chay. Sẽ rất là dài vì 8 lắm. Chị Khanh với 8 mà gặp nhau là 8 dữ lắm. Cho nên là bây giờ mình chào tạm biệt các bạn tại đây nha. Rồi hẹn các bạn vào
clip tiếp theo. Mình ngồi ăn chay, mình tám chuyện ăn chay nha các bạn. Cảm ơn Linh Trần đã dạy cho Tám nấu một cái món ăn chay để đãi chị Khanh. Ok, bye bye đi Linh. Bye bye các bạn, các anh chị. Ok. Bye bye.